Chúa đến mang lại niềm vui và hạnh phúc. Một số người cho rằng Chúa Giêsu đến trần gian chỉ nhằm cứu rỗi phần hồn con người, còn phần xác thì chẳng đáng bận tâm. Thật ra không phải thế, vì ngoài việc loan tin mừng và tự hiến đời mình cứu độ nhân loại, cho họ được hưởng hạnh phúc đời sau, Chúa Giêsu còn thiết tha đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người ngay trên cõi đời này nữa. Sự kiện xảy ra tại tiệc cưới Cana chứng tỏ điều đó. Hôm ấy, Chúa Giêsu đến tham dự tiệc cưới tại Cana, cốt để đem lại niềm vui cho cô dâu chú rể và chúc lành cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúa Giêsu xem đây là điều quan trọng, nên người không chỉ tham dự một mình mà cùng đi với mẹ Maria và các môn đệ để cho niềm vui của đôi hôn nhân được tăng lên. Thế rồi, đang giữa tiệc vui bỗng hết rượu. Đây là chuyện không may, và ngày vui của đôi tân hôn có nguy cơ trở thành ngày sầu rĩ, vì cô dâu chú rể sẽ bị gièm pha trách móc. Tiệc cưới sẽ để lại ấn tượng đáng buồn trong lòng khách dự tiệc. Trước tình thế đó, mẹ Maria tìm đến với Chúa Giêsu để xin người cứu vãn. Thế là mặc dù giờ của người chưa đến, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện phép lạ đầu tay, hóa nước thành rượu ngon với số lượng dư dật để đem lại niềm vui cho mọi người. Sự việc này cho thấy hạnh phúc đời này của con người là mục tiêu quan trọng mà Chúa Giêsu nhắm tới. Sau này, Chúa Giêsu thực hiện nhiều phép lạ khác cũng không ngoài mục tiêu đó. Vì muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người quá phụ Nain, nên Chúa Giêsu đã cho con trai bà đã chết được sống lại, dù bà chưa ngỏ lời van xin. Vì muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho hai chị em Martha và Maria ở Bethania đang sầu thảm vì mất em, Chúa Giêsu đã truyền cho Lazaro chết chôn trong mồ được sống lại. Nhờ đó, cả gia đình được chan hòa niềm vui. Cũng vì muốn đem lại niềm vui cho hai môn đệ Emmau đang sống trong ưu phiền thất vọng, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra, cùng đồng hành với các ông, đem lời kinh thánh sưởi ấm tâm hồn sầu muộn của các ông. Và rất nhiều phép lạ khác Chúa Giêsu đã thực hiện, như cho người mù được xem thấy, cho người điếc được nghe, người què đi được, người phong hủi được sạch, người câm được nói, cho người đói được ăn, cho người nghèo được nghe tin mừng, cũng đều nhằm đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Hơn nữa, Chúa Giêsu không muốn đem lại cho người đời một niềm vui chóng qua, một thứ hạnh phúc mau tàn, nhưng là một thứ hạnh phúc vững bền, đặt nền trên tình thương yêu huynh đệ. Biết rằng con người sẽ luôn luôn bất hạnh nếu thiếu vắng tình thương, rằng tình thương là yếu tố cốt thiết đem lại niềm vui và hạnh phúc cho muôn người, nên Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi mọi người hãy yêu thương, đừng bọc nhau
như anh chị em một nhà. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người cũng báo trước cho mọi người biết rằng hạnh phúc đời đời trên thiên quốc chỉ dành riêng cho những ai yêu thương phục vụ người khác. Đồng thời cảnh báo rằng khổ hình đời đời trong hỏa ngục là hậu quả phải đến cho những kẻ không sẵn sàng cứu giúp những người khốn khổ quanh mình. Như thế, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người chung quanh không còn là chuyện nhỏ, nhưng là một quan tâm hàng đầu của Chúa Giêsu. Là Kitô hữu, là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tay với Người để vun đắp niềm vui và hạnh phúc cho những người đang sống quanh ta bằng quyết tâm sống theo luật yêu thương của Người, để nhờ đó gia đình, thôn xóm và đất nước chúng ta được hạnh phúc, an vui.